Quang Linh Vlog và Thủy Tiên khi chạm mặt nhau, ánh mắt của đàng trai khiến fan phát sốt. Mới đây trên nền tảng TikTok lan truyền đoạn video ghi lại cuộc gọi video giữa Quang Linh Vlog và Thủy Tiên. Trong các đoạn video này, Quang Linh Vlog bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy Thủy Tiên mệt mỏi trong chuyến đi từ thiện tại Hà Giang kết hợp cùng team của anh chàng. Ánh mắt ngập tràn dịu dàng quan tâm của Quang Linh đã đốn tim không ít khán giả. Quang Linh và Thùy Tiên quen nhau qua một chương trình từ thiện, cho đến nay họ đã có những hoạt động chung thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong chuyến thiện nguyện ở Angola vào tháng 7 năm 2022, Thùy Tiên đã được nhóm của Quang Linh Vlog đón tiếp nồng hậu trong suốt hành trình ở nước ngoài. Quang Linh Vlog luôn kè kè bên cạnh để hỗ trợ chăm sóc cho Thùy Tiên. Mặc dù vậy, Thùy Tiên khẳng định cả hai vẫn chỉ là bạn bè thân thiết, chị có thể lấy chồng và cũng có thể không lấy chồng, sinh con hoặc không sinh con. Tiên khá phóng khoáng. Tiên nghĩ là sống trên đời này quan trọng nhất là sau khi hoàn thành trách nhiệm của mình, mình có quyền được sống theo cách mình muốn. Đây là mình nói thật, các bạn cũng vậy, hãy làm những điều mình thích và sống một cuộc đời như thế. Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, Thùy Tiên đã khẳng định sẽ chỉ lấy chồng nếu gặp đúng người. Khi được hỏi về chuyện ghép đôi với Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên cảm thấy rất biết ơn vì người hâm mộ đã dành tình cảm yêu quý cho cả hai người. Nàng hậu còn dành những lời khen có cánh cho người anh thân thiết. Anh Linh là người hài hước, giỏi, sống vì người khác. Tiên thấy anh là một người có lý tưởng lớn so với độ tuổi còn khá trẻ. Trước đó Thùy Tiên đã có chia sẻ về mối quan hệ thật sự với Quang Linh. Tiên nghĩ đó là một sự may mắn, khi Tiên và anh Linh chung một khung hình và tạo ra được một cái giống như là phản ứng trong phim thì mọi người lại yêu thích việc đấy. Tiên cũng rất bất ngờ khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy. Tiên cũng xin đính chính là mình và anh Linh hiện đang là bạn tốt.